Nếu bạn tự tin khi mình có nhiều kiến thức về rắn thì đây là một chuyên gia về rắn, có thể do quá tự tin hoặc quá chủ quan. Trong một lần quay video, anh ấy đã bị bé Na cắn vào ngón trỏ của mình. Kết quả là anh ấy đã hôn mê và phải bỏ đi ngón trỏ của mình. Mình nghĩ người yêu anh ấy sẽ rất là buồn vì điều này, khá là buồn.